Đây là con bữa củi nè. Bây giờ mình sẽ xem nó người ta nó bữa củi như thế nào nha. Nè nó bị bữa lận. Này này này. Nè cái lưng cái đầu nó bị bươn mà làm bốp bốp lận. Con đẻ đầu thì làm cái đuôi à. Nó bữa củi như sao đâu. Không cứ tiếc đẻ xuống cái tiếc buông ra cái ba. Cái đầu nó bị cái lưng cái đầu nó bị hái lưng. Rồi lấy thử đẻ cái đầu cái hay chưa? Hay ơi là hay quá đó. Đây là cái con bữa củi. Nó đang bữa củi đó các bạn. Thôi cháu nó đang gõ đầu rồi. Nó đang đập đầu đất tự tử. Đây là con bữa củi. Tại vì muốn lấy téo. Nhìn nó vậy chứ nó rất là hiền luôn. Nó rất là hiền. Anh ơi. Okay. Mình phải để nó xuống thì cứng nè, mình sẽ để nó cứng cho nó cứng, kìm cứng lại, kìm cứng lại thì nó sẽ bữa, đó. Sao vậy sao không bữa nữa? Lâu lâu tìm được cái câu này cũng vui đó, đó. Cái lực của nó rất là mạnh luôn á. Nó thuộc con côn trùng nha. Đó, nó thuộc con côn trùng. Nó thuộc con côn trùng. Con côn trùng. Nó cũng giống như con gái. Đất cơ tiết để với con được đấy. Để vậy hả? Cơ tiết thử đó. Ủa? Để ngược mà nó cũng làm được nữa. Hay không? Hay không? Cơ tiết thì là cơ tiết để xong cơ tiết bỏ cho nó càng càng. À. Cơ bản nhau. Ừ. Hay ghê không? Đó. Nó rất là hiền, nó không có kháng. Ồ trời, nó bú. Không có cắn này quá. Dạ. Thấy dạ. Dạ. Rồi xin tạm biệt nha.